Nhờ quý nhân soi đường chỉ lối, ba con giáp này sẽ được nở mày nở mặt. Ba con giáp có tên trong danh sách dưới đây. Có quý nhân phù trợ, vận mệnh cực tốt, giàu sang phú quý. Tuổi Tỵ, với những kinh nghiệm, tri thức tích lũy trong nhiều năm qua, sẽ phát huy vào năm 2017. Cùng với ý chí mạnh mẽ, tinh thần trách nhiệm cao, khả năng sáng tạo và lãnh đạo, người tuổi Tỵ sẽ đạt được nhiều bước tiến trên con đường công danh. Người tuổi Tỵ được quý nhân phù trợ trong năm 2017 sẽ giúp sự nghiệp của tuổi Tỵ phát triển một cách mạnh mẽ. Là người có tính độc lập, nhưng vận mệnh lại phụ thuộc khá nhiều vào người xung quanh. Trong vấn đề tình cảm, năm 2017 là bước chuyển lớn của người tuổi Tỵ. Những bạn đang cô đơn sẽ tìm được nửa kia của cuộc đời mình. Những bạn đã có người yêu lâu có thể sẽ đi đến hôn nhân. Năm 2017 là thời điểm mà tình duyên của bạn đi vào ổn định, thay vì trước đó gặp rất nhiều trục trặc, tưởng chừng như tan vỡ. Tuổi Hợi. Những người tuổi Hợi cũng nhận được nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc suốt năm 2017. Trong công việc và cuộc sống thuận lợi, suôn sẻ, đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho bạn. Bên cạnh đó, bạn có nhiều cơ hội nhận được những khoản tiền bất ngờ trên trời rơi xuống. Năm 2017 cũng là thời điểm mà nghề tay trái vượt trội hơn cả nghề chính, khi những tài lẻ, sự khéo léo của bạn được phát huy tối đa và cũng mang lại cho bạn nguồn thu đáng kể từ việc trang trí, làm đẹp cho khách hàng. Tình hình tài chính hanh thông cho phép bạn thỏa sức mua sắm, du lịch hay thực hiện những kế hoạch ấp ủ đã lâu. Tuổi Tốt. Năm 2016 có vẻ không thực sự thuận lợi với những bạn tuổi Tốt. Tuy nhiên, khi bước sang năm 2017, lại mang đến cho bạn nhiều niềm vui về tiền bạc. Trong suốt cả năm, bạn sẽ nhận được nhiều khoản thu đáng kể từ việc được cho, biếu, tặng. Bên cạnh đó, nhờ có thần tài đồng hành, nên bạn nhận được rất nhiều cơ may, trúng xổ số, quay thưởng khuyến mãi. Bức tranh tài chính vô cùng sáng sủa, giúp bạn có một năm vô cùng thoải mái và ngọt ngào phía trước.